cho anh Phú. Chào chị Châu, tôi nghe thằng Tài nói chị tới kiếm tôi để nói chuyện Quyên của tôi có đúng không? Chị là gì của Quyên vậy? Tới kiếm tôi có chuyện gì? Tôi là tình địch của cô Quyên. Tình địch? Tôi đã cho thám tử tìm hiểu về hoàn cảnh của cô Quyên, nên có biết gì anh? Cái gì? Tình địch của chị Quyên? Chị đừng có nói với em là chị yêu ông Bảo Khùng nha. Mày mới bị khùng á. Thằng Bảo Khùng nó hết khùng rồi, bây giờ nó rất là tỉnh. Gọi nó là Bảo Tỉnh đi. Dạ dạ. Đúng vậy. Sẽ không lâu nữa anh Bảo sẽ bày tỏ tình yêu của mình với cô Quyên. Bây giờ anh Bảo đã bình thường trở lại rồi, nên khả năng rất cao cô Quyên sẽ nhận lời. Trời ơi, thánh thần thiên địa ơi, không được rồi. Đi, đi. Đi đâu anh, đi đâu? Đi qua bến sảy cản thằng Bảo lại, nó cướp tình yêu của tao kìa. Anh bình tĩnh lại đi. Giờ phút này mà còn bình tĩnh gì được nữa. Chính vì vậy mà chúng ta phải nghĩ kế lâu dài. Tôi nghe nói là chân của anh bị thương 2 tháng là lành đúng không? Đúng rồi. Cũng hên là ở Hiền gặp lành vậy nên chân mới bị thương vậy. Chứ mà xui xui là bị liệt luôn rồi. Vậy thì hay quá. Trời ơi, chân tôi bị liệt mà hay hả? Không, ý tôi nói là tôi có một kế này rất hay. Tôi muốn giúp cho anh, và tôi cũng sẽ nghĩ ra nhiều cách để chia rẽ bọn họ. Vĩnh viễn hai người họ sẽ không bao giờ đến được với nhau. Ý anh sao? Có muốn hợp tác với tôi để chúng ta cùng được cưới người mình yêu không? Kéo ghế ngồi đi con. Dạ. Dạ, còn có một ít cam gửi cho Phú này chị. Cảm ơn con nhiều lắm. Ủa, dì Tám? À, là tại vì á, dì biết dì Tám biết về Đông Y, cho nên dì gọi dì Tám qua để hỏi chút chuyện á. Dạ. Ủa? Dì Tám mới qua hả? Ờ. Ngồi đi chị. Dạ, con chào dì Tám. Quyên con cũng qua thăm Phú đó hả? Dạ. Ủa sao rồi? Nghe nói bà đi tìm ông thầy Đông Y nào ở bên An Giang hả? Bộ nhà có ai bị khớp khiết gì sao? Ờ, thì tôi cũng nói thiệt tình với chị á. Là thằng Phú tôi nó... Nó sao? Bác sĩ nói là cái chân của nó... Hả? Khó bình phục lắm. Trời ơi! Vậy là nó quẹ suốt đời hả? Hơi! Này... Không không không! Ý tôi nói là bác sĩ bó tay hả? Ờ thì... Mẹ! Có ra mẹ sao vậy? Con đã nói với mẹ đừng có nói sự thật này cho ai biết rồi mà. Anh Phố, anh đừng có buồn rầu ủ rũ như vậy nữa. Ba mẹ em với cô Chính sẽ tìm cách, nhất định sẽ chữa trị hết cái chân cho anh mà. Đúng rồi đó Phú. Hay là bây giờ mình lên Sài Gòn đi, mình vô mấy bệnh viện lớn để người ta khám thử coi làm sao ha. Vô ít hả con ơi? Vì mới dẫn Phú từ Sài Gòn về nè. Trên Sài Gòn nói là cũng y như vậy, cho nên dì muốn kiếm Đông Y để chăm cứu cho ông Phú. Trời ơi, anh Phú ơi anh Phú, cái chân anh như vậy không biết tương lai anh sao nữa. Anh Phú, anh Phú. Bởi, tội đừng nghiệp nói nhỏ. Nữa tao buồn lắm. Quyên. Anh Phú. Phú. Quyên, bây giờ Phú bị tàn tật rồi. Quyên đừng có bỏ Phú nghe. Quyên, Quyên ơi. Phú lạc quan lên, tôi chắc chắn sẽ tìm cách chữa trị cho Phú. Chỉ cần Quyên chịu làm vợ của Phú thôi, có khó khăn gì Phú cũng vượt qua được hết. Làm vợ Phú nghe Quyên. Con thương gì con đồng ý đi con, cho ông Phú nó có động lực nó trị bệnh nha con. Chị Quyên, đúng rồi đó chị. Anh Phú vì chị mà ra nông nổi này, chị phải có trách nhiệm cho cả cuộc đời của anh Phú đó chị. Quyên, đúng rồi đó con, thương giùm nó đi, tội nghiệp nó.
Với lại cả bến sậy này ai cũng biết Phú nó thương con mà, huống hồ chi giờ nó bị què quặt vậy nữa. Quyền Phú, Quyền chắc chắn là sẽ chăm sóc cho Phú, cùng Phú điều trị cho đến khi Phú bình phục. Tụi mình mãi mãi là bạn tốt của nhau nha Phú. Quyền không cần nói nữa đâu, Quyền về đi. Tài, dạ, đưa anh vô. Chị thật là tàn nhẫn và vô tình mà. Sao tôi khổ Phú quá mà. Quyền nói thiệt đó, mình mãi mãi là bạn tốt của nhau mà. Tôi bỏ tay luôn rồi. Dì Chính à, mong dì hiểu cho con. Dì hiểu lâu rồi, con chắc chắn sẽ tìm cách chữa trị cho Phú. Giờ con xin phép về. Chào dì Tám, con về. Con về đi. Đi cẩn thận nha con. Dạ. Thất bại rồi anh ơi. Thánh thần thiên địa ơi, cái thằng khờ này, thất bại cái gì không biết nữa. Tất cả chỉ là mới bắt đầu thôi mày hiểu không? Mày thừa biết á, bà Tám Hạnh là cái người nhiều chuyện nhất vùng này, sớm muộn gì á bà cũng tung tin khắp nơi thôi. Mà nếu đúng như lời bà Châu nói á, thì Quyên sẽ bị áp lực của dư luận. Lúc đó Quyên sẽ từ chối Bảo, quay qua cưới anh. Mà em thấy cái cô Châu đó đáng sợ ghê gớm thiệt luôn á. Không biết nên chúc mừng hay lo sợ cho ông Bảo khi mà có người vợ tương lai như vậy nữa. Cái thằng tào lao này, tao ký vô đầu mày bây giờ. Mày đi tội nghiệp cho kẻ thù tình địch của tao hả? Sáng mai lội đi tung tin đi. Dạ em biết rồi. Con mời mẹ. Mẹ, con mời mẹ. Rồi hai đứa ăn đi. Dạ. Dạ. Nhi à, hôm rồi anh hai chỉ có dịp nói là xin lỗi em. Ở nhà chú Tư anh hai hiểu lầm mẹ, cho nên mới nặng lời với em như vậy. Cảm ơn em thời gian qua đã cùng với mẹ chăm sóc cho anh hai nha. Mình là anh em mà, anh hai khách sáo chi vậy. Với lại anh hai cũng giúp em chuyện của anh Vũ á. Đừng có buồn chuyện của Vũ nữa nha. Dạ không, em quên chuyện đó rồi. Bây giờ em chỉ tập trung lo cho công việc thôi. Mẹ à. Ừ? Con có chuyện này muốn nói với mẹ. Chuyện gì vậy con? Hiện tại Trang Thiên đang gặp nhiều khó khăn. Dù sao ba cũng nợ dì Thanh với Khôi, cho nên con định quay về Sài Gòn dược dạy Trang Thiên. Chờ khi nào thằng Khôi nó ra tù, con sẽ trao lại cho nó. Rồi sau đó con sẽ trở về quê sống luôn với mẹ. Con quyết định vậy là đúng đó. Coi như là con chuộc lỗi thay cho ba con. Mẹ, con thấy hay là mẹ đi lên Sài Gòn ở để tiện chăm sóc anh hai đi mẹ. Như vậy sao được? Mẹ lên Sài Gòn rồi mình em ở đây sao được? Em là con gái ở dưới đây một mình sao tiện chứ. Em đã cướp mẹ của anh mấy chục năm rồi còn gì nữa. Trời ơi con nhỏ này. Với lại em biết á, là mẹ thương anh hai lắm. Mẹ chỉ cần ở bên cạnh anh hai thôi. Mẹ không có quan trọng ở Sài Gòn hay ở bến sậy đâu. Với anh hai cũng đâu có muốn xa mẹ phải không? Mà anh hai với mẹ đừng có lo cho con. Con được bệnh viện cử lên Sài Gòn học nâng cao chuyên môn một năm. Ủa? Lúc đầu á, con còn do dự tại con không muốn xa mẹ. Nhưng mà bây giờ á, con yên tâm nhận lời rồi. Như vậy thì tốt quá rồi. Coi như cả nhà mình không phải xa nhau. Dạ. Nếu lên Sài Gòn á, phải có xe máy đi lại tiện hơn. Hay để ngày mai á, anh hai mua cho em xe máy nha. Dạ thôi, thôi khỏi đi anh hai. Sao được, anh là anh của em, có trách nhiệm lo cho em. Khách sáo làm gì. Thôi, con để anh hai mua chiếc xe, con đi lại cho tiện. Vậy nha con. Dạ. Vậy em cảm ơn anh hai. Nói với anh hai, tôi cảm ơn hoài. Khách sáo vậy anh hai đến đòn bây giờ đó. Ăn cơm đi mẹ. Dạ.